Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam siết chặt luật an ninh mạng bằng bộ quy tắc ứng xử. Luật an ninh mạng vào năm 2018 của Việt Nam một thời đã dậy sóng mạng xã hội và kéo theo một cuộc biểu tình phản đối. Nay đã quay trở lại với những quy định mới dưới luật chi tiết hơn và dự kiến sẽ siết chặt người dùng Internet hơn với chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Tại phiên chất vấn các thành viên chính phủ tại Quốc hội hôm 9 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng sẽ được ban hành trong năm 2020. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trước Quốc hội Việt Nam hôm 9 tháng 11. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS khi trả lời Đài Á Châu Tự Do vào hôm 9 tháng 11 năm 2020 từ Hà Nội đã nói như sau. Tôi cũng không hiểu bộ quy tắc ứng xử bao phủ những lĩnh vực gì, bởi vì bộ quy tắc ứng xử có ý nghĩa khuyến nghị hướng dẫn về mặt đạo đức, cách thức xử. Nếu một cái hội nào đấy, hội của người sử dụng Internet chẳng hạn, họ đưa ra bộ quy tắc ứng xử để khuyên người dùng thì có vẻ hợp lý. Còn Bộ Thông tin và Truyền thông mà đưa ra như thế thì có vẻ rất là khiên cưỡng, vì đấy chẳng phải là luật mà cũng chẳng phải là nghị định mà cũng không phải là thông tư. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khi trả lời Quốc hội về lý do chậm trễ ban hành, giải thích bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng đã có từ tháng 4 năm 2020, nhưng chậm trễ vì vướng mắc thẩm quyền ban ngành. Cũng như theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trong bộ quy tắc ứng xử này, chính phủ yêu cầu nhà cung cấp nội dung tôn trọng pháp luật Việt Nam và tôn trọng quyền con người, trong đó có quyền trẻ em. Và vì sao có luật an ninh mạng lại phải ban hành thêm bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng như vậy? Đây là hình ảnh biểu tình phản đối an ninh mạng tại Hà Tĩnh hôm 16 tháng 7 năm 2020. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do tại Mỹ vào hôm 9 tháng 11, từ Sài Gòn, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam cho rằng luật an ninh mạng vào năm 2018 có những điều chưa được rõ. Ví dụ như là những việc tung tin giả thì phải xử lý hình sự, hay ví dụ như liên quan đến viêm phổi Vũ Hán, có người đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận thì lúng túng trong xử lý. Ông giải thích thêm, bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng là những quy định pháp luật, vì luật an ninh mạng có giao cho chính phủ xây dựng hướng dẫn, thực hiện bộ quy tắc ứng xử, nó giống như bộ quy tắc hướng dẫn đạo đức nghề nghiệp. Ví dụ, khi sử dụng không gian mạng không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, không xâm phạm đời tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác, không được lợi dụng không gian mạng để xúc phạm, phỉ báng người khác, vân vân. Do vậy, phải có bộ quy tắc ứng xử để khi xử lý, ví dụ như một cán bộ công chức hay xử lý vi phạm hành chính với một công dân thì sẽ thuận lợi hơn, tức là nó sẽ cụ thể hóa luật an ninh mạng. Được biết, luật an ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, sau khi được thông qua tại Quốc hội Việt Nam vào tháng 6 năm 2018. Luật này tăng cường sức mạnh cho chính phủ trong việc giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin và truyền thông ở Việt Nam, chặn và xóa nội dung dữ liệu trực tuyến. Việt Nam đang nằm trong số các quốc gia ở Đông Nam Á thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát Internet. Những thay đổi chính sách trong lĩnh vực quản trị mạng được chính phủ đưa ra mong muốn được cho là để bảo vệ đất nước tốt hơn hoặc là loại trừ các mối đe dọa an ninh mạng từ nước ngoài và buộc dữ liệu được lưu trữ trong nước để thúc đẩy các sáng kiến nội địa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tất cả đều là mong muốn kiểm duyệt Internet dễ dàng hơn từ nhu cầu quản lý của chính quyền. Đây là hình ảnh phát biểu trước Quốc hội về luật an ninh mạng hôm 12 tháng 6 năm 2018. Thượng tướng Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14, đã khiến dân mạng râm ran khá lâu vì ông đòi kéo đám mây Google và Facebook về Việt Nam. Phát biểu của tướng Việt cho thấy ông hiểu khá đơn giản về điện toán đám mây ngoài hai chữ Facebook bị ông phát âm thành Facebook. Rất khôi hài. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định thêm như sau. Tôi nghĩ thật sự ở đây có hai vấn đề khác biệt nhau. Đó là làm sao để cho giáo dục người dân có ứng xử trên mạng một cách văn minh. Thí dụ như phải cân nhắc khi chia sẻ những thông tin mà mình không kiểm chứng được, hoặc né đưa ra những nhận xét xác nhận mà mình không có cơ sở. Tôi thấy đấy là những việc nên làm và xã hội dân sự phải đóng góp. Còn về vấn đề người ta lợi dụng luật an ninh mạng để đàn áp bắt bớ những người bất đồng chính kiến là chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì những người nêu chính kiến một cách độc lập, nhưng nếu họ không thích thì họ vinh vào chuyện đụng đến an ninh quốc gia. Và thật sự họ muốn bắt bất kể ai là họ chụp lên đầu người đấy những điều luật mơ hồ như vậy. Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng
sẽ gây khó khăn cho người dân như thế nào. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sau khi thông báo Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng sẽ được ban hành trong năm 2020 đã không nhấn mạnh đến vấn đề an ninh quốc gia như luật an ninh mạng. Ông Hùng chỉ nhấn mạnh việc người dùng mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải hướng dẫn trẻ em và trẻ vị thành niên dùng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Tuy nhiên, dư luận trên mạng xã hội lại lo ngại với nhiều quy định ngày càng cụ thể, chi tiết sẽ gây khó khăn cho người sử dụng cũng như nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Ông Diệp Quang Văn, giám đốc của công ty công nghệ tin học, sở hữu trang xã hội với cái tên Việt Nam Ta khi trả lời Đài Á Châu Tự Do vào hôm 9 tháng 11 từ Việt Nam cho biết ý kiến về việc này như sau. Đưa ra bộ quy tắc ứng xử như vậy nhưng cũng chưa biết rõ nội dung ra sao. Nói chung, lời nói đó cũng hơi chung chung, chưa biết cụ thể sẽ ra sao. Mình cũng đang ngóng nhưng chưa biết phán đoán thế nào. Nói về sự ràng buộc thì trong một giới hạn nào đó cũng sẽ có tác dụng ràng buộc. Ví dụ như người sử dụng bị bắt buộc khi tham gia phải đăng ký nhiều thứ thì đương nhiên sẽ bị hạn chế, đối tượng tham gia sẽ ít đi. Có những người, người ta không vào được chẳng hạn. Đây là hình ảnh có rất nhiều những biếm họa tranh vẽ phản đối luật an ninh mạng quốc gia của Việt Nam thông qua vào hồi năm 2018. Với câu hỏi liệu có phải chính phủ Việt Nam đang ngày càng gia tăng kiểm soát Internet vì lo ngại một sự phát triển của mạng xã hội? Một người dân ở Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do an ninh khi trả lời Đài Á Châu Tự Do cho biết cô nghi ngờ về nguồn gốc của những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Căn bản là Việt Nam đang đẩy mạnh tuyên truyền nhưng bị phản tác dụng với dân. Nên vừa rồi khi ra dự luật an ninh người ta phản đối rất nhiều. Thêm nữa, họ tức là chính phủ lên mạng tung những bài báo nói là dùng mạng xã hội lừa đảo, cắt cổ những thông tin sai lệch thế này thế kia. Nhưng thực ra thì bây giờ là thời buổi 4.0, bất kỳ ai cũng có thể là nhà báo. Đó là lý do vì sao mạng xã hội phát triển. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, Tổ chức Phi Chính phủ về Nhân quyền có tên Dự án 88, tức là Project 88, đã công bố báo cáo cho biết chính quyền Việt Nam trong năm 2019 đã gia tăng việc đàn áp, kết án tù với nhiều người chỉ vì họ bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa trên mạng về các vấn đề kinh tế và xã hội. Báo cáo còn cho biết trong năm 2019, có 41 người Việt Nam bị bắt giữ vì các hoạt động ôn hòa của họ. Con số này thấp hơn con số 148 người bị bắt giữ trong năm 2018 khi nổ ra những cuộc biểu tình lớn ở nhiều nơi tại Việt Nam để phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Cũng theo dự án 88, trong số 41 người bị bắt giữ trong năm 2019, có 22 người bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến bày tỏ ý kiến, 19 người bị bắt giữ vì có hoạt động chống tham nhũng, tiếp theo là các cáo buộc khác liên quan đến dân chủ và nhân quyền. Đây là hình ảnh người dân Bình Thuận biểu tình hôm 11 tháng 6 năm 2018 để phản đối Quốc hội thông qua luật đặc khu với luật an ninh mạng đã tràn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận và đặc biệt là đốt cháy hàng loạt xe trong trụ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của tỉnh Bình Thuận. Điểm đáng chú ý là trong số những người bị bắt giữ trong năm 2019 có cả những người vốn không có bề dày hoạt động xã hội hay tham gia bất kỳ tổ chức hay đảng phái nào mà chỉ đơn thuần là những người bày tỏ ý kiến của mình trên mạng. Đây là điểm khác biệt so với những năm trước đây. Gần 70.000 người đã ký tên kiến nghị đòi hoãn luật an ninh mạng và lo ngại về thông tin cá nhân có nguy cơ bị xâm phạm nghiêm trọng. Bảng kiến nghị đã được đăng trên trang Change.org mở đầu với hàng tít dự thảo nghị định về luật an ninh mạng, đặc biệt xâm phạm không gian riêng tư. Change.org là diễn đàn do một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ điều hành, cho phép bất kỳ ai ở bất kỳ đâu có thể phát động một chiến dịch hành động xã hội trên Internet. Bản kiến nghị được đăng lên hôm 13 tháng 10, ít ngày sau khi nội dung dự thảo nghị định được chia sẻ một cách không chính thức trên mạng và thu hút sự chú ý đặc biệt của giới hoạt động và phản biện xã hội. Theo bản kiến nghị, có hai điểm cực kỳ nghiêm trọng cần chú ý trong dự thảo nghị định. Điểm thứ nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ dữ liệu của người dùng và cung cấp theo yêu cầu của Cục An ninh mạng, Bộ Công an. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bất tuân theo luật an ninh mạng. Dữ liệu đó bao gồm thông tin cá nhân, kể cả số thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, quan điểm chính trị, dữ liệu do cá nhân tạo ra như nội dung tương tác, thông tin tải lên và dữ liệu về mối quan hệ của cá nhân. Thứ hai là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ thông tin trong suốt thời gian hoạt động hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Bản kiến nghị này cho rằng điều này tạo nên gánh nặng lớn về kinh tế cho các doanh nghiệp, đặc biệt với các nhóm khởi nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Nga, một nhà hoạt động nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng, chia sẻ thêm với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về lý do phản đối dự thảo nghị định về thực thi luật an ninh mạng như sau.
Nó vi phạm nghiêm trọng quyền con người của tất cả các cá nhân sử dụng Internet ở Việt Nam. Nó sẽ có khả năng gây phiền hà rất lớn cho các doanh nghiệp. Và một điểm mà nhiều người không nhắc đến là nguy cơ tiềm ẩn của nghị định này đến cái gọi là an ninh quốc gia thật sự mà nước nào cũng phải bảo vệ. Từng là chuyên gia phần mềm, tiến sĩ Nguyễn Quang A phân tích rằng dự thảo nghị định trao sự tập trung cao độ quyền lực vào tay Cục trưởng Cục An ninh mạng, song với khả năng hạn chế của họ về mọi mặt, kể cả về phần mềm và phần cứng, điều đó tiềm ẩn một rủi ro cho an ninh quốc gia rất lớn. Ông nói thêm rằng, với một sự tập trung cao độ như thế, nhiều thế lực trên thế giới có thể tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu của Việt Nam một cách dễ dàng, và đó là một gót chân asin của hệ thống gọi là quản lý an ninh mạng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư 11 tháng 11 năm 2020 với bản tin Luật an ninh mạng được siết chặt hơn bằng bộ quy tắc ứng xử. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.